xu hướng màu tóc hát trend cho nữ. Với sự thay đổi của các mùa, có lẽ bạn cũng sẽ muốn thay đổi màu tóc của mình. Hoàn toàn bình thường. Vì vậy, đây là một số màu tóc tuyệt vời sẽ truyền cảm hứng cho bạn để làm mới diện mạo của mình và thêm phần đa dạng cho mùa của bạn. Màu hồng pastel. Đối với một người thích những màu sắc, màu hồng pastel là vẻ ngoài hoàn hảo cho những ai muốn một thứ gì đó nổi bật và vui tươi, nhưng không muốn phải tẩy trắng mái tóc của mình. George Papanicolaou, chuyên gia tạo màu nổi tiếng và đại sứ thương hiệu cho biết, để có được màu hồng hoàn hảo, hãy bắt đầu với lớp nền của tóc vàng hoe và đảm bảo rằng phần đuôi tóc đủ sáng để có thể lên được các tông màu phấn. Nếu muốn tóc bạn nổi bật hơn vì có tông màu caramel nhiều hơn, thì tôi khuyên bạn nên chọn thêm màu sắc sống động để làm cho nó dễ nhận thấy hơn. Highlight vàng, để có độ sáng tức thì, hãy thử loại highlight vàng, một loại phấn highlight định hình khuôn mặt bắt đầu từ gốc và tiếp tục đến ngọn tóc của bạn. Điều này có thể dễ dàng được thực hiện tại nhà với chất làm sáng hoặc màu cơ bản để có màu sắc nổi bật. Luis Rodriguez, nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp ở Central Valley, cho biết, màu tóc này là kiểu dáng được mong muốn nhất hiện nay trong tiệm. Bạch kim, theo báo cáo xu hướng màu sắc năm 2021, các tông màu nổi bật sắp trở lại mạnh mẽ. Những điểm nổi bật này có thể được thực hiện bằng màu tóc tự nhiên của mình, thường rộng từ 1 đến 2 inch để tạo ra sự tương phản hoàn toàn với màu tóc tự nhiên của bạn. Darico Jackson, nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp ở Los Angeles, California, khuyên, hãy bắt đầu bằng cách lấy một phần tóc dài từ 1 đến 2 inch từ bất kỳ vùng nào trên đầu mà bạn muốn làm nổi bật và gây chú ý. Phần gần nhất với da đầu, để lại một lớp đệm 1 inch ở gốc của phần không có đầu. Sau đó, áp dụng một màu sắc mà bạn chọn và tận hưởng phần mới tuyệt vời của bạn. Cam vàng, không phải cam cũng không phải vàng. Cam cát còn được gọi là màu vàng mùa đông là một sự pha trộn tuyệt đẹp của cả hai. Theo KISSCHAUDT, chuyên gia chỉnh màu ở Chicago, sự kết hợp các điểm nổi bật và ánh sáng trung bình sẽ tạo ra những màu sắc đa chiều giữa cát ấm và tông màu be mát mẻ, hoàn hảo cho những ai muốn giữ cảm giác bãi biển quanh năm. Màu đỏ tuyệt đẹp này đã trở lại bởi nhu cầu phổ biến sau khi xuất hiện trong The Queen's Gambit. Màu sắc bóng bẩy và tinh xảo là màu đỏ thực, có nghĩa là nó đậm hơn màu đỏ đồng, nhưng nhạt hơn màu vàng nâu. Trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ đạt được màu sắc này chỉ trong một nhuộm, nhưng bạn sẽ cần phải duy trì bảo dưỡng bằng cách chỉnh lại sau mỗi 4 đến 6 tuần để tránh phai màu. Tôi khuyên bạn nên giữ đây là một quá trình duy nhất vì việc thêm các điểm nổi bật sẽ làm giảm cường độ. Vàng đen, trang phục mới mặc những chiếc váy siêu tối có một chút màu nâu pha trộn. Chìa khóa của xu hướng quyến rũ này là màu toàn cầu gần như đen tuyền với một chút sắc độ vàng. Các chuyên gia đề xuất thêm một lớp bóng để hoàn thiện vẻ ngoài sáng bóng như thủy tinh. Màu tóc tự nhiên, các nghiên cứu đang chỉ ra rằng ngày càng nhiều phụ nữ muốn quay trở lại sắc thái tự nhiên của họ, để loại bỏ việc bảo dưỡng phức tạp và các chuyến đi thường xuyên đến thẩm mỹ viện. Nếu bạn đang tìm kiếm một số cách dễ dàng để dưỡng tóc tự nhiên tại nhà, hãy xem các mẹo chuyển sang tóc tự nhiên của các chuyên gia của chúng tôi. Hy vọng qua bài viết này bạn sẽ lựa chọn được cho mình màu tóc đẹp phù hợp nhất với màu da cũng như sở thích của mình. Cảm ơn các bạn đã đón xem video, hãy like và subscribe kênh của chúng mình để cập nhật những xu hướng làm đẹp mới nhất.